bạn, mình tên là Anna. Hôm nay các bạn hãy cùng theo bước Anna đến khám phá và tìm hiểu về một tiệm bánh Pháp nằm ngay giữa lòng Sài Gòn nhé. Tiệm bánh mà Anna muốn dẫn các bạn đến đó là Le Petit Roland. Các bạn hãy cùng Anna khám phá nhé. Chào anh, em tên là Anna. Hôm nay em muốn đến tìm hiểu về tiệm bánh của mình á. Thì anh có thể cho em gặp chef chính của mình ở đây để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về tiệm của mình được không ạ? Được ạ. Chào anh Hiển. Chào Anna. Hôm nay Anna muốn biết thêm về tiệm bánh của mình á. Không biết anh Hiển có thể giới thiệu sơ về lịch sử của tiệm bánh được không ạ? Tiệm bánh của mình tên là Le Petit Roland bởi vì bên Pháp rất là nhiều shop tên là Roland. Yeah. Mà mình thì mới mở shop với lại chưa có nhiều kinh nghiệm. Yeah. Nên mình lấy chữ Petit, chữ Petit trong tiếng Pháp thì có nghĩa là bé nhỏ. Nhỏ. Nên mình chỉ là Roland nhỏ thôi. Theo em được hiểu là Roland có nghĩa là tên của anh đúng không ạ? Đúng rồi. Ok. Và anh thành lập tiệm bánh của mình lâu chưa anh? Tiệm bánh của mình thì chỉ mới thành lập cách đây khoảng 2 tháng thôi. 2 tháng? Ừ. Mới. Lúc mà anh mới thành lập như vậy thì trong tiệm mình, trong thời gian hoạt động thì có gặp nhiều khó khăn gì về việc lại quảng bá? Trong thời gian mới mở ra thì lượng khách rất là ít bởi vì mọi người còn rất là lạ với những cái loại bánh này. Dạ. Vì đây là những cái loại bánh mà căn bản không có dựa trên cái khách, cái bông lan như Việt Nam của mình phổ biến. Dạ đúng rồi. Và anh cho em hỏi là tại sao anh chọn cái location như thế này? Tại ở một cái đường nó có vẻ hơi khó tìm. Mình chọn cái địa điểm này tại vì mình muốn kiếm một cái góc nhỏ để yên tĩnh cho khách. Khách có thể vừa ngồi, vừa học bài, có thể vừa ăn bánh mà vừa cảm nhận được không gian. Dạ, em có thể nhìn thấy cái không gian như thế này thì em có thể đoán là đa số khách hàng của anh là những bạn trẻ tuổi và kiểu tuổi teen đúng không ạ? Đúng rồi anh nè. Ngoài ra thì mình còn có một lượng khách nữa là những cái người mà am hiểu về bánh hoặc là những cái bạn mà đang học về chương trình bánh của những cái trường ở Sài Gòn. Dạ. Em thấy ở đây anh có rất là nhiều loại bánh thì em hỏi là một mình anh thì làm chắc là kiểu cực lắm nha. Đúng rồi, vì đây là những sản phẩm như là thủ công nên có thể mình mất khoảng 1 tới 2 ngày để hoàn thành sản phẩm. Một sản phẩm 1 tới 2 ngày. Đúng rồi. Cái quá trình nó làm là tùy theo từng loại bánh thì cái thời gian nó khác nhau đúng không anh? Đúng rồi anh. Vậy hôm nay anh có thể giới thiệu em sơ về những loại bánh mà khách hàng khi đến đây họ rất là cảm thấy hứng thú để mà trải nghiệm cái món bánh đó mà những cái cửa hàng ngoài không có không ạ? Ok anh. Wow. Và em thấy đây có một cái trái chanh rất là đẹp. Mà cái này là cái cuốn lá của nó là từ thật đúng không anh? Đúng rồi, cuốn lá là cuốn thật. Còn những cái màu như vậy thì anh làm như thế nào? Với cái màu và cái hình dạng của nó thì làm sao mà để mà làm nhìn nó rất là thật như vậy ạ? Thật ra thì trái chanh này ở bên Pháp á, thì sếp dùng khuôn. Nhưng mà mình thì mình nặng bằng tay để tạo ra cái hình dạng trái chanh này luôn. Wow. Còn màu á, thì tổng cộng là 3 lớp. Cái lớp ở ngoài á, để tạo ra cái lớp màu vàng đó, mình dùng cái bột vàng. Thì tất cả các loại sản phẩm này mình đều nhập khẩu từ Pháp hết. Wow. Là anh mua từ Pháp hết, không có gì xài ở đây? Đúng rồi. Những cái hình dạng của bánh là mình làm từ tay hết chứ không dùng khuôn? Cả hai luôn, từ khuôn và tay luôn. Dạ. Trong quá trình làm bánh như vậy thì anh có những cái ý kiến hay sáng tạo nào mà chỉ có một mình anh có mà những tiệm bánh khác không có không ạ? Sáng tạo nữa thì mình có cái cheesecake. Anh có thể... Cheesecake la française. Cái này nhìn giống như kim tự tháp quá. Đúng rồi, đây là một loại cheesecake, nhưng mà loại cheesecake của Pháp thì nó khác với lại những cái loại của Mỹ. Là nó không có dùng cream cheese mà dùng là mascarpone với lại vỏ chanh, bào. Cái vị của nó thì không có béo ngậy như là cream cheesecake của Mỹ. Dạ. Mà nó chỉ thanh mát thôi. Thanh mát, nghe có vẻ thú vị đó. Trong quá trình mà làm bánh như vậy mình nhập, bởi vì tiệm mình là nhập khẩu các nguyên liệu từ Pháp, thì có những cái trục trặc hay là khó khăn gì mà khi mà cái nguồn nguyên liệu nó như hiếm như vậy không ạ? Cũng đôi khi cũng có một số khó khăn. Dạ. Là nhiều khi mình cần cái này nhưng mà họ lại hết. Dạ. Thì mình phải chờ đợi. Và dạ, nhiều khi sản phẩm khách hàng muốn nhưng mình không thể nào mà đáp ứng nhanh được. Ồ. Mình phải cho khách hàng đợi một thời gian. Ồ, dạ. Vậy thì ở đây anh có làm kiểu giống như là người ta ở nhà người ta tổ chức tiệc, người ta muốn order một cái số lượng lớn bánh thì bên mình cũng có nhận không? Bên mình cũng nhận order nhưng mà phải báo trước cho shop khoảng 2 ngày để chuẩn bị.
Vâng. Em thấy trên cái bánh của mình là có những cái miếng vàng, em không biết là vàng thật hay là như thế nào, hay là chỉ để trang trí thôi anh? À, đây là cái bánh mà tên tiếng Việt đó là kê thông đen. Thì thật ra đây là một cái loại món tráng miệng ở trong khách sạn Mandarin Oriental Paris. Dạ. Thì mình muốn đem cái loại bánh về đây để giới thiệu cho người Việt Nam mình biết. À, đây là những cái lát vàng miếng mà mình nhập khẩu ở bên Pháp luôn. Thì đây là vàng 22 carat, có thể ăn được hết. Wow, cái lá vàng này có phải là người ta hay ở ngoài người ta hay dùng để bán kem vàng đồ đúng không anh? Đúng rồi anh ạ. Em thấy đây mình có rất là nhiều loại bánh và em thật sự là một người rất là thích ăn bánh ngọt cực kỳ. Thì em không biết hôm nay anh Hiển có thể cho em thực hành một món bánh của tiệm mình được không ạ? Ok, vậy mình sẽ hướng dẫn anh làm macaron. Ok, em rất là thích macaron. Thì bây giờ mình đi đường nào để lên bếp của anh ha? Mời anh nè. Ok. Bây giờ các bạn hãy cùng Anna thực hiện món bánh macaron với sự hướng dẫn của anh Hiển nhé. Sau một tiếng vất vả trong bếp của anh Hiển thì bây giờ anh Nà đang có trên tay những chiếc bánh macaron rất là đẹp, nhiều màu sắc. Mặc dù không biết là hương vị như thế nào bởi vì đây là những chiếc bánh đầu tiên anh Nà làm, anh Nà chưa có kinh nghiệm. Thì hy vọng là chúng sẽ ăn rất là ngon. Và lần đầu tiên được anh chef chính của tiệm bánh giới thiệu cho cách làm bánh ngọt từng bước một thì anh Nà cảm thấy đây là một sự vinh hạnh rất là lớn. Và bây giờ anh Nà sẽ thử món bánh mà anh Nà làm để coi thử khả năng làm bánh của mình tới đâu nhé. Hai anh Hiển, em thấy trên tay thì đã có một món bánh gì rất là thú vị. Chào Anna, cái này là hazelnut, là trái phỉ. Hoặc lúc nãy mình có giới thiệu bên dưới. Thì bây giờ mình mời Anna cùng dùng thử món này nhé. Cái này là anh làm trong lúc em làm bánh macaron này đúng không? Đúng rồi. Wow, nhanh quá vậy. Wow, bởi vì mình ăn bánh với uống trà đúng không anh? Đúng rồi Anna. Đúng theo phong cách của Pháp luôn á. Thì em hỏi trà này là mình là trà gì vậy anh? Là trà English breakfast. Oh, ok. Vậy thì mình ăn bánh trước mình uống trà hay là mình uống trà trước rồi mình mới ăn bánh vậy anh Hiển? Mình có thể ăn bánh xong rồi uống trà để đổi vị xong mình qua cái món này luôn. Ok, vậy em mời anh Hiển cùng em thưởng thức món bánh macaron em tự làm nha. Em rất là thích cái bánh màu cam, vì vậy này em sẽ thử ăn cái bánh này. Thì bên trong nãy em làm là có dark chocolate ở trong và em cũng rất là thích dark chocolate. Em bây giờ mới biết là em có khả năng làm bánh đó, ngon thật á. Anna ăn macaron xong rồi, bây giờ mình mời Anna ăn thử cái hazelnut này nhé. Dạ, anh có thể giúp em cắt được không? Tại nhìn nó có vẻ hơi cầu kỳ. Dạ. Đây là cái lớp caramel chảy. Ở dưới đó cũng có một lớp spun hazelnut, được làm từ hazelnut luôn. Dạ. Còn cái lớp ganache này á, thì mình làm từ sữa whipping cream với lại hazelnut xay ra để mình lấy cái hương cũng như độ béo của nó. Wow, còn cái lớp ở phía ngoài mà lúc anh cắt nghe cái cột một cái là cái gì vậy anh? Đây là cái lớp mà để tạo hình cho cái hazelnut. Dạ. Thì nó được phủ bởi bơ cacao với lại sô-cô-la đen luôn. Dạ, còn cái này là em nghĩ là chắc là dark chocolate ở ngoài đúng không? Đúng rồi, đúng đây anh? Cũng là một lớp chocolate còn luôn. Em thấy ở bên ngoài nó là có một cái màu, là đó là màu... Đó là bột nhũ vàng. Bột nhũ vàng, wow. Rồi, em xin, em cảm ơn anh ạ. Rất là ngon luôn. Vị béo vừa phải và cái vị ngọt của anh, bánh của anh nó không có ngọt lắm. Em nghĩ cái khẩu vị này rất là thích hợp với người Việt Nam mình.
Hôm nay anh Hà đã có một trải nghiệm cực kỳ thú vị tại tiệm bánh Liberty Roland của anh Hiển và cùng anh thực hiện những chiếc bánh macaron vừa xinh xắn vừa ngon. Và anh Hà thực sự rất là thích cái vị bánh ở đây, rất là vừa miệng. Và anh Hà đã quyết định mua một chiếc bánh để tặng cho gia đình nhân ngày Christmas. Nhân đây em cũng xin cảm ơn anh Hiển đã cho em một cơ hội tìm hiểu thêm về tiệm của mình, cũng giống như thưởng thức những món bánh mà anh tự tay làm ra. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn anh. Dạ.